xong oánh nhau với bọn đầu gầu. 9-10 tên muốn thịt anh thế nhưng không ngờ gặp đúng anh dùng mấy chiều nằm hết luôn. Nhớ chẳng may anh có chuyện gì thì thế nào, không sao. Nhớ chiều nay phải đi sang nhà em đây, anh nhớ rồi. Cả nhà em mong gặp anh tình chuyện lâu dài, hợp mắt thôi ta sẽ được về cùng nhau. Này này anh ơi nói gì đi sao ngồi im hết môi. Thì ra anh bị cầm, sao chẳng giống lúc xe bị đâm. Nói luôn tôi không thích loại người như thế. Giờ em hãy đi về đi, em cứ mãi theo anh làm gì. Mẹ em vẫn cứ thấy mình đi với nhau, cũng cho anh đi xa lắm. Em sẽ chẳng đi đâu người ơi. Đi đi. Nếu như anh không ở bên đời. Em ở đây anh đi văn biển đấy. Nhưng số kiếp không cho mình đi với nhau, đành hẹn lại người ơi duyên ta kiếp nào. Mồm đi ném nó vào. Chúng mày có biết mẹ tao. Trời, biết thì sao. Thôi ném nào. Tao đã bắt con Thủy người yêu mày để đòi tiền chuộc, nhưng mẹ nó đã chạy trốn. Nếu 30 phút nữa mày không có mặt ở bãi gỗ để tìm tao thì mày biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Cho chết dây chuyền, giờ hãy kiếm miếng đất mà chôn cất đi. Anh cho 30 giây suy nghĩ. Ôi trời ơi, anh thấy chú cũng hơi tự tin. Nghe phong phanh đâu chú, tôi thìn. Thìn thiết cũng không sao, để anh nấu cào. Giờ bọn mày vào xem cu em thế nào. Thank you.
sương mây không liệt dường. Giờ chúng em đầy chắp tay xin lỗi anh, dẫn vợ con đến đây mong là anh thứ tội. Ít qua quê biếu anh để anh tình dừa. Sao quá, con cũng mua kẹo thạch ngon, chú ăn đi nào. Hừ, chú xin chú khoe rồi chẳng làm sao. Kẹo thạch dài dài ăn là mê, gia đình ta hãy ăn cùng đi. Rất thơm ngon vị tự nhiên, bao người say đắm trên mọi miền. Chuyện gì xong thôi bỏ qua, gia đình ta hãy cho bọn con nắm tay và đi đến một tương lai mới. Cậu mới bước một chân vào cái nhà này, còn một chân nữa phải thử thách. Chị ơi, nguy rồi, tất cả khu này đã bị ba cái dây bao vây. Hả? Dài dài, nhai là thích.